Nhận định về tình hình khí tượng thủy văn từ tháng 6 đến hết năm 2024, đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung từ tháng 9 đến tháng 11. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 13 loại hình thiên tai, bao gồm mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, sạt lở, sụt lún đất. Thiên tai đã làm 12 người chết, mất tích, 21 người bị thương, 189 nhà sập đổ, hơn 25.000 nhà hư hỏng, tốc mái.